Chào bà con đến với tin cà phê đây chỉ là bản tin mang tính chất tham khảo giá cao thấp tùy từng vùng thời điểm mà có giá khác nhau. Kính chúc bà con thật nhiều sức khỏe luôn trúng mùa được giá cảm ơn quý bà con đã xem video. Quý bà con đừng quên nhấn vào đăng ký kênh và biểu tượng quả chuông phía dưới góc phải của video để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Giá cà phê hôm nay, ngày 23 tháng 3 năm 2024 giá cà phê trong nước leo đỉnh. Giá cà phê thế giới rạng sáng ngày 23 tháng 3 năm 2024 kết thúc phiên giao dịch. Giá cà phê Robusta trên sàn London ngày 23 tháng 3 năm 2024 tăng mạnh, từ 16,20 đô la Mỹ một tấn so với phiên giao dịch trước, giao động từ 3 3 401 đô la Mỹ một tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 5 năm 2024 là 3.401 đô la Mỹ một tấn kỳ hạn giao hàng tháng 7 năm 2024 là 3.308 đô la Mỹ một tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 9 năm 2024 là 3.235 đô la Mỹ một tấn và kỳ hạn giao hàng tháng 11 năm 2024 là 3.161 đô la Mỹ một tấn tương tự. Giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 23 tháng 3 năm 2024 cùng xu hướng tăng. Cụ thể.

LB giá cà phê Arabica Brazil sáng ngày 23 tháng 3 năm 2024 vẫn duy trì mức ổn định, dao động từ 224,15 228,40 đô la Mỹ một tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 5 năm 2024 là 228,40 đô la Mỹ một tấn, kỳ giao hàng tháng 7 năm 2024 228,80 đô la Mỹ một tấn kỳ giao hàng tháng 9 năm 2024 là 266,40 đô la Mỹ một tấn và giao hàng tháng 12 năm 2024 là 224,15 đô la Mỹ một tấn. Giá cà phê trong nước được cập nhật ngày 23 tháng 3 năm 2024 như sau, giá cà phê trong nước tăng đến 1.100 đồng một kg và đang đứng ở mức rất cao. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 95.000 đồng một kg giá ngô cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 95.200 đồng 1 kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum ở mức giá khá cao với 95.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 95.200 đồng 1 kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà cà phê được thu mua với giá 94.600 đồng 1 kg. Giá cà phê hôm nay, ngày 23 tháng 3, tại tỉnh Đắk Lắk, ở huyện Cư Mờ Ga cà phê được thu mua ở mức khoảng 94.900 đồng 1 kg, còn tại huyện Ea Hờ Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 95.000 đồng 1 kg.